Tự nhìn kìa. Trang phục robot bật. Trang phục robot bật. Cảm ơn cậu bé robot nha. Hôm nay cậu đã cứu mạng của tôi rồi. Không có gì đâu. Nhưng từ giờ trở đi, chú đi trên đường phải cẩn thận hơn nha. Bánh khoai tây của tôi rớt hết rồi. Ôm và là xì bồ cà ná xí mùi. Cậu xí xô tôi xí vào xí ba xí bầm. Phép thuật gì đây? Chạy đi mọi người ơi, cậu ta là phù thủy đó bà con ơi, chạy đi. Tại sao cậu cứ dùng phép thuật trước mặt mọi người như vậy hả? Biết làm sao giờ, tôi không có kiểm soát được. Tôi không thể sống mà thiếu bánh khoai tây đâu. Hắn là thần đèn, phải cho ông chủ biết chuyện này mới được đó nha. Tiền đây nè. Nếu như hắn không phải thần đèn, ta sẽ nhốt người ở trong cái hũ đó đó. Ông chủ, ông cứ đợi hắn chui vô cái chai này đi. Hắn ta thích khoai tây lắm luôn. Người ta bán hết bánh khoai tây rồi, mà sao mình vẫn đói vậy ta? Ủa, cái gì vậy? Hình như là khoai tây ở trong hũ mà. Hả? Hài lòng quá đi, ta vô cùng hài lòng luôn đó. Thả ta ra đi, mà cho ta ra khỏi cái hũ này đi. Ta nói một lần cuối cùng, ngươi mau đưa sức mạnh của ngươi cho ta đi. Nếu không ta sẽ quăng ngươi xuống dưới biển. Cái tên thần đèn kia. Đừng mà, ta xin ngươi đừng làm vậy. Nếu như ngươi mà quăng ta xuống dưới biển như vậy á, thì ta sẽ phải mắc kẹt ở đó cả ngàn năm luôn đó. Không có ai cứu ta đâu. Vậy có nghĩa là tên nhóc thần đèn này sợ mình thả nó xuống dưới biển. Giờ mình sẽ dọa hắn cho hắn sợ chết khiếp, rồi hắn sẽ chịu phục tùng cho mình mà thôi. Tận hưởng cảm giác rơi từ chính tầng ngay đi. Nếu như hắn vẫn không chịu nghe lời, người hãy quăng hắn xuống biển đi nghe chưa. Bây giờ ta đi nghỉ ngơi chút đây. Nè thần đen, tìm bắt tôi là một tên đáng gờm đó nha. Hắn sẽ không có biết thương hại ai đâu. Mau nghe lời của hắn đi, nếu không thì hắn sẽ đem người quăng xuống dưới biển thật đó. Có đúng không tìm bắt tôi? Dạ đúng ông chủ. Sao nè, giờ nói ta nghe coi, ngươi có chịu đưa không? Không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Vậy thì đi đi, ở dưới biển cả đời cho vui. Thiên Bắc Tôn, nó có sợ chưa? Nếu như chưa thì tiếp tục dọa đi. Cho nó thấy được đại dương, nó sẽ sợ và nghe lời chúng ta thôi. Ủa ông chủ nói vậy là sao? Chỉ cần dọa thôi hả? Chứ không có quăng xuống thiệt hả? Cái gì? Người nói như vậy là người đã quăng hắn xuống dưới biển rồi sao? Ủa lỡ quăng rồi ông chủ ơi. Hồi nãy dặn vậy mà. Ông nói là nếu vẫn không chịu nghe lời thì cứ quăng xuống biển. Ông biết là tôi nguy hiểm tới mức nào mà. Tôi không có biết thương hại nó đâu. Tôi thấy không nghe lời là tôi quăng liền. Quăng liền. Cái tên mặt nó ngốc này đứng lại. Ông nội ơi ông nội, con không biết Rin tôi biến đi đâu mất rồi. Con đã búng tay rất nhiều lần,
mà vẫn không thấy cậu ấy xuất hiện. Con đừng có lo mà ve. Bây giờ ông sẽ kiểm tra lại lịch sử vệ tinh rồi nói cho con biết Gintu đang ở đâu nha. Cái gì? Gintu nằm trong cái hũ bị ném ra từ máy bay này nè. Sao nó lại ở đó chứ? Chuyện này ông không hiểu được. Con nhìn đi, Tim Burton đang đứng ở trên máy bay, đang nhìn ra ngoài kìa. Vậy là bọn họ đã ném Gintu từ trên máy bay xuống. Phi, cậu mau lên, phải tìm mọi cách cứu cho được Gintu về. Ta sẽ đi ngay đây. Bật trang phục lặn dưới nước. Bật trang phục lặn dưới nước. Cứu tôi với. Mình phải làm sao đây? Không phát hiện ra một manh mối nào về Gintu hết. Gintu cậu ở đâu? Ngôn ngữ cá bật. Ngôn ngữ cá bật. Các cậu có nhìn thấy cậu béo nào bị nhốt trong một cái hũ không? Chúng tôi có nhìn thấy đó. Cậu đi theo hướng con tàu bên kia kìa. Ông chủ ơi, thằng nhóc Vi nó lặn xuống biển tìm Gintu rồi kìa. Như vậy thì cũng tốt thôi. Giờ thì đám robot mà ta chuẩn bị cử xuống dưới biển để tìm thằng nhóc Gintu kia sẽ xử lý luôn thằng Vi. Yeah. Một mũi tên mà trúng hai đích. Đi đi, các ngươi hãy tiêu diệt kẻ thù đi. Cái đáng vô dụng, chẳng ai làm được gì hết. Mau tóm nó lại rồi kết liễu nó cho ta. Nhanh lên. Yeah.
Vi, cảm ơn cậu nha. Nếu như không có cậu tới cứu, chắc bây giờ tôi đang nằm trong ruột của con cá rồi. Yeah. Giờ đây con. Con đã về rồi đây. Được rồi mọi người, qua bên đây ăn bánh khoai tây đi. Con đói bụng quá à.